Dưới đây là 11 sự thật phũ phàng, vẫn luôn tồn tại, hãy chấp nhận nó đi nhé. Cuộc sống vốn không có cái gọi là mục đích, tự bạn sẽ phải tìm ra nó. Vấn đề của bạn là của bạn, chẳng ai buồn quan tâm đâu. Càng ngày, cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên nhàm chán. Sẽ luôn có những người thông minh hơn, trẻ trung hơn và hấp dẫn hơn bạn. Có đôi khi, những người thân thiết nhất lại là người khiến chúng ta tổn thương nhiều nhất. Người ta lợi dụng bạn vì bạn không biết tôn trọng chính mình. Sức khỏe của bạn sẽ xấu đi. Khi về già, cô đơn là cảnh bạn không thể tránh khỏi, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho điều ấy. Người bạn yêu có thể ngừng yêu bạn bất kỳ lúc nào. Trong một mối quan hệ, điều thường xảy ra chính là một người chỉ biết yêu và một người chỉ quen với việc được yêu. Cố gắng sửa chữa, gượng ép một mối quan hệ là chuyện cực kỳ vô nghĩa.